Hỗ trợ y tế không phân biệt biên giới quốc gia. Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng thực hiện ngoại giao y tế bằng những hành động cụ thể, thu hút được Tổng thống Nauru vượt trùng đại dương đến khám và chữa bệnh, ngày càng phát huy thực lực mềm về y tế đến Nauru, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Nepal, giữ vững tinh thần tình thương bác ái. Bệnh viện đã điều trị khỏi cho bệnh nhi ở Việt Nam, còn hành trình đến Campuchia lần này, đội ngũ y tế sẽ một lần nữa tạo nên kỳ tích. Lin Sai năm nay 5 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Campuchia, là đứa trẻ bị bệnh tim mạch phức tạp bẩm sinh từ nhỏ. Nồng độ oxy trong máu ở người bình thường là 90% trở lên, tốc độ hô hấp mỗi phút 20 mấy lần. Còn ở Lin Sai, nồng độ oxy trong máu chỉ có 55%, tốc độ hô hấp rất mất sức, 60 mấy lần trên một phút. Trước khi lên máy bay, Lin Sai ở trạng thái căng thẳng và gào khóc do sợ hãi. Nồng độ oxy trong máu vốn 55%, nay càng giảm thấp hơn. Lo sợ rằng nhịp tim không đều, huyết áp tụt, nên các nhân viên y tế buộc phải ngồi xổm ở giữa đường đi hai hàng ghế, giám sát dấu hiệu sinh lý trong suốt quá trình. Cuối cùng, chuyến bay gần 4 tiếng đồng hồ cũng hạ cánh thuận lợi tại sân bay tiểu cảng Cao Hùng. Tới Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng, điều quan trọng nhất chính là kiểm tra ống dẫn tim. Đối mặt với đứa trẻ từ nơi xa đến Đài Loan cầu cứu sự sống, đội ngũ y tế đã tiến hành vô cùng thận trọng. Quá trình kiểm tra đã mất 6 tiếng, thay vì chỉ 2 tiếng như bình thường, nhằm muốn tìm ra các nguyên nhân khác nhau một cách tỉ mỉ và chính xác hơn. Đau động mạch chuyển vị hợp bệnh, sinh sự trung cơ chế xuẩn của hoàn thống, 应该于新生儿时期就应该接受手术矫正，否则呢就会因为严重的心衰竭及肺高压而提早夭折。 Tuần hoàn tim mạch bình thường là tim phải nối với động mạch phổi, tim trái nối với động mạch chủ. Chuyển vị đại động mạch chủ là tình trạng hai động mạch này hoán đổi vị trí với nhau. Cho dù là bệnh nhi có tình trạng giống Lin Sai kết hợp với thông liên thức tại Đài Loan và các quốc gia tiên tiến, cũng sẽ tiến hành chỉnh sửa trong vòng 1 đến 2 tháng sau khi sinh. Cho tới hiện tại, bệnh viện chúng tôi đã thực hiện 49 ca phẫu thuật chuyển vị động mạch chủ. Chủ nhiệm Phan Jun Yen, với kinh nghiệm lâu năm trong phẫu thuật ngoại khoa tim mạch nhi đồng, thông qua các nhân viên y tế Campuchia học tập nghiên cứu tại bệnh viện, ông đã bắt đầu chuẩn bị cho việc phẫu thuật bằng cách truyền đạt nội dung, mức độ khó khăn và những rủi ro đến nhà bệnh nhân. Từ 8 giờ rưỡi sáng, phòng phẫu thuật đã bận rộn không ngừng, gây mê, lắp máy quay giám sát, đường ống và chuẩn bị mấy tầng hàng ngoài cơ thể. Đúng 10 giờ, đường đặt đầu tiên được tiến hành, nhưng mất đến 13 tiếng mới đưa Lin Sai trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Với sự nỗ lực của đội ngũ y tế, Lin Sai rất nhanh đã có thể gỡ bỏ máy hô hấp, oxy thấp nhất cũng trên 90%. Sau khi phẫu thuật, chỉ số suy tim từ cấp 4, mức nghiêm trọng nhất, đã giảm xuống còn cấp 1, cấp 2, không chỉ kéo dài sinh mệnh mà còn khiến cho cuộc đời của em bước sang trang mới với đầy ắp niềm vui. Lin Sai tại, họ rất lợi hại. Tôi không hy vọng có một ngày này, vì tôi đã khai đau rất lâu, và tôi và mẹ tôi rất sợ, nhưng khi thời gian đến, họ lại gọi Lin Sai ra ngoài, chúng tôi rất vui. 那到这里是他们也有关心我们，谢谢大家，谢谢你们的，要谢谢。 Xây dựng hình mẫu y tế chữa bệnh nặng trên toàn quốc và phát triển y tế quốc tế là mục tiêu lâu dài của chúng tôi. Quay lại với mô hình cho người bệnh nhồi máu cơ tim tại Đài Loan, từ bệnh viện phổ cập đến cộng đồng, hơn 10 năm nay, thông qua việc liên tục cải thiện chất lượng, chúng tôi đã thiết lập thành công chẩn đoán sơ bộ cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim trên xe cấp cứu.
thời gian chuyển tới bệnh viện để làm thông huyết quản bình quân là 49,8 phút, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn điều trị 60 phút của quốc tế, trở thành nền móng cấp cứu nhịp tim trên thế giới. Khoa y học bệnh nặng đã sáng tạo ra vỏ bảo vệ tay linh hoạt, sử dụng vải định tâm để hoàn thành kiểm tra, định vị điện tâm đồ cho bệnh nhân chỉ trong 10 giây và thiết bị phục hồi sức khỏe mô phỏng, cung cấp cho bệnh nhân những chăm sóc chất lượng và an toàn hơn. Bộ phận phục hồi sức khỏe tận dụng sơ đồ giải thích kiểu hoạt hình để tạo hệ thống kiểm tra chức năng tim phổi riêng cho nhi đồng. Bộ phận khoa xương khớp lần đầu thành lập đội ngũ điều trị bệnh nhi liệt não, kết hợp phân tích quy trình, tỷ lệ cải thiện cao tới 18,1%. Về mặt y học thể thao, bộ phận khoa xương khớp còn là người đi đầu về điều trị chấn thương trong thể thao. Phẫu thuật nội soi trong cột sống không chỉ có ưu điểm như để lại vết thương nhỏ, hồi phục nhanh sau phẫu thuật, mà còn giảm thấp di chứng cơ lưng cứng và nhức sau phẫu thuật so với phẫu thuật truyền thống. Phẫu thuật Gamma Knife không cần mổ, không cần gây mê toàn thân, thiết kế phác đồ điều trị phù hợp với từng bệnh nhân là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho bệnh nhân mắc bệnh về não và bệnh nhân không thích hợp phẫu thuật. Phẫu thuật Da Vinci có ưu thế chính xác nhất, vết thương nhỏ nhất, xuất viện nhanh chóng, bệnh viện chúng tôi thực hiện hàng nghìn ca, có kinh nghiệm điều trị phong phú. Hybrid OA kết hợp phẫu thuật nội khoa và ngoại khoa, xây dựng nền tảng truyền tải âm thanh, hình ảnh và video, tạo ra phương thức phẫu thuật mới ít xâm lấn với hiệu quả điều trị giảm nhẹ đau nhức sau phẫu thuật một cách hữu hiệu. Phẫu thuật cấy ghép thận đã đạt thành tựu giúp giành lại sự sống mới, là phẫu thuật cấy ghép nội tạng thành thục nhất, tỷ lệ thành công vượt trên 95%. Bộ phận khoa mắt được xem như người bảo vệ cửa sổ tâm hồn, thực hiện phẫu thuật võng mạc mắt với tỷ lệ thành công đạt 98,1%, vượt trên mức độ thế giới. Khoa tai mũi họng đầu cổ thành lập trung tâm tái tạo giọng nói và đường hô hấp, 3 năm gần đây đã hoàn thành hơn 150 ca phẫu thuật khám chữa giọng nói và hơn 50 ca phẫu thuật tái tạo hầu khí quản. Phẫu thuật in 3D hỗ trợ ung thư vòm họng, công nghệ mới và vật liệu y tế tùy chỉnh, cung cấp cho bệnh nhân ung thư hiệu quả điều trị, vừa có chức năng lại vừa đem lại mỹ quan. Khoa bức xạ chẩn đoán chính xác bằng hình ảnh, thời gian chẩn đoán xác định đối với xét nghiệm ung thư vú từ 5 tuần thu ngắn lại còn 3 giờ đồng hồ, tỷ lệ dò thấy giai đoạn đầu cao tới 65,6%, cao hơn tỷ lệ 40% của toàn quốc. Khoa bức xạ ung bú, thiết bị tinh vi kết hợp đa hạng mục đầu tiên ở Đài Loan, mỗi năm điều trị trên 24.000 lượt người, giúp cho trên 1.000 bệnh nhân chiến thắng ung thư. Khoa tiêu hóa gan mật, phẫu thuật hóa trị động mạch gan độc quyền, thời gian sống sót bình quân 18 tháng, vượt xa so với 3,6 đến 14,9 tháng của các nước trên thế giới. GTP và phòng thí nghiệm P3 tạo dựng phòng thí nghiệm sạch sẽ với quy cách cao, xây dựng cơ chế lưu trữ tế bào cơ thể người, cung cấp môi trường kiểm nghiệm an toàn và yên tâm. Đình vượt qua rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, tạo địa cầu không thuốc lá, giành được giải vàng về bệnh viện nói không với thuốc lá trên toàn cầu. Trung tâm y học sinh sản đưa vào khái niệm y tế con người toàn diện, dưới 37 tuổi tỷ lệ sống sót cao tới 70%, trở thành trung tâm hỗ trợ sinh sản phía Nam Đài Loan. Trung tâm quản lý sức khỏe tạo dựng không gian chờ yên tĩnh và thoải mái, cung cấp đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và dịch vụ chuyên viên đồng hành trong toàn bộ quá trình. Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng lấy người bệnh làm trung tâm, xây dựng nền tảng bác sĩ và bệnh nhân cùng chia sẻ, đưa vào nền tảng chăm sóc con người toàn diện, đảm bảo trong việc chăm sóc bệnh nhân, sự nỗ lực của chúng tôi đã giành được nhiều biểu tượng đạt chất lượng, hướng đến tiêu chuẩn cấp quốc gia và cấp thế giới. Làm tròn trách nhiệm xã hội, phát triển năng lực nghiên cứu sáng tạo, tạo giá trị khách hàng, gắn kết sự đồng thuận để phân viện Đại Vũ Bình Đông được coi là khu bệnh viện đa khoa cựu chiến binh Cao Hùng thứ hai, xây dựng tòa nhà chăm sóc sức khỏe, quản lý công nghệ y tế thông minh thời đại mới, cung cấp dịch vụ cảm động, trở thành người cống hiến cho y học, dùng tình yêu thương bao la với con người thắp sáng lên niềm hy vọng cuộc đời của mỗi vị bác sĩ. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi về thể xác và tinh thần, nhưng chỉ cần bạn vẫn còn hy vọng, Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh Cao Hùng sẽ giúp bạn ôm trọn niềm hạnh phúc.
my kindly service from a very good hospital.